Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ cho bạn, giới thiệu cho bạn một cái hình thức kiếm tiền online rất là tiềm năng với tên gọi là dropshipping. Thì dropshipping là gì? Cái cách triển khai dropshipping như thế nào và làm thế nào để có thể kiếm tiền với cái hình thức dropshipping? Thì xin mời bạn đón xem cái video này. Ok, chúng ta cùng bắt đầu. Thì để có thể kiếm được tiền với cái hình thức dropshipping thì chúng ta cần phải hiểu dropshipping là gì đã, đúng không ạ? Thì dropshipping có nghĩa là bán hàng bỏ qua khâu vận chuyển. Drop có nghĩa là bỏ rơi, shipping có nghĩa là vận chuyển. Dropshipping khi mà ghép lại thì nó có nghĩa là bán hàng bỏ qua khâu vận chuyển. Và đây là một hình thức kinh doanh buôn bán mà chúng ta, những nhà bán lẻ không cần phải giữ hàng trong kho. Khi khách hàng mua hàng của chúng ta thì chúng ta sẽ qua bên nhà cung cấp để mua hàng và yêu cầu nhà cung cấp vận chuyển đến tay khách hàng, đúng không ạ? Và chúng ta không cần phải vận chuyển hàng hóa gì cả. Chúng ta chỉ cần tập trung vào việc đó là marketing sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, theo dõi đơn hàng và chăm sóc khách hàng cho sản phẩm tốt để khách hàng quay lại mua những cái sản phẩm khác của chúng ta. Và lợi nhuận mà chúng ta có được chính là cái khoản chênh lệch giá giữa nhà cung cấp và cái giá mà chúng ta bán cho khách hàng. Và chúng ta cần phải trừ đi chi phí vận chuyển cũng như là những cái chi phí về đóng gói, đúng không ạ? Và người làm chủ cái quá trình này được gọi là dropshipper. Đây là một cái hình minh họa. Đây, chúng ta là dropshipper. Chúng ta là những nhà bán lẻ, nhà bán hàng mà không cần phải nhập hàng về, không cần phải lưu trữ hàng trong kho. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm khách hàng. Sau khi có khách hàng thì chúng ta sẽ liên hệ với nhà cung cấp, đúng không ạ? Liên hệ với nhà cung cấp để mua hàng và yêu cầu nhà cung cấp sẽ vận chuyển hàng đến tay khách hàng của chúng ta. Thì trước đó chúng ta cần phải đàm phán về giá cũng như là cái nhà vận chuyển làm sao để tối ưu nhất cho chúng ta với nhà cung cấp. Và nhà cung cấp chỉ có nhiệm vụ duy nhất là chuyển đơn hàng tới tay khách hàng mà thôi. Và các bạn hiểu đơn giản như vậy, đúng không ạ? Thì dropshipping còn hiểu một cách đơn giản hơn, đó là bạn mua sản phẩm ở một nơi giá thấp và bán nó ở một nơi giá cao và bỏ túi cái khoản chênh lệch đó. Khoản chênh lệch này thì tùy thuộc vào cái loại sản phẩm mà bạn lựa chọn, nó có thể lên tới vài trăm phần trăm nếu bạn có kỹ năng tìm kiếm supplier, tức là nhà cung cấp, và cái kỹ năng chọn sản phẩm. Và bình thường cái lợi nhuận ở mức 30-60% là có thể chấp nhận được, đúng không ạ? Ok, như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong dropshipping là gì rồi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo, đó là các bước triển khai dropshipping. Thì dropshipping sẽ có 6 bước để cho chúng ta triển khai. Ở bước đầu tiên thì chúng ta cần phải tìm kiếm sản phẩm, lựa chọn nhà cung cấp, trong tiếng Anh gọi là supplier. Sau khi tìm kiếm xong nhà cung cấp thì chúng ta cần phải đàm phán với họ về giá cả, lựa chọn phương thức vận chuyển theo giá cả và thời gian vận chuyển. Bước này cực kỳ quan trọng bởi vì nó quyết định đến 80% thắng lợi của chiến dịch. Chúng ta cần phải tìm ra những cái sản phẩm tốt, chất lượng, có nhu cầu thị trường cao để chúng ta quảng bá. Chúng ta phải lựa chọn những nhà cung cấp uy tín, tránh tình trạng khi chúng ta chuyển tiền mua hàng cho nhà cung cấp không chuyển hàng đến tay khách hàng cho chúng ta thì chúng ta sẽ bị mất tiền. Nên thành ra các bạn cần phải nghiên cứu, phân tích thật là kỹ cái bước này, đúng không ạ? Và chúng ta cũng cần phải xác định được khách hàng mà chúng ta mong muốn phục vụ là ai, cái chân dung khách hàng mà chúng ta mong muốn phục vụ là ai, để chúng ta biết được cách tiếp cận, biết cách chăm sóc và tư vấn để có được đơn hàng. Sau khi thực hiện xong bước 1 thì chúng ta sẽ bước qua bước thứ 2, đó là lựa chọn kênh bán hàng. Thì có rất là nhiều kênh để cho chúng ta bán hàng. Chúng ta có thể tạo những cái gian hàng ở trên những kênh thương mại điện tử như là Shopee, Getit để chúng ta đăng sản phẩm trên đó và chúng ta bán. Ngoài ra thì chúng ta có thể sử dụng những cái kênh như là Facebook cá nhân, Marketplace, YouTube, Instagram, TikTok vân vân, hoặc là lập website riêng để chúng ta bán hàng. Nhiệm vụ của các bạn là đăng tải sản phẩm lên đấy, PR marketing, viết bài, làm video để có thể giới thiệu sản phẩm đến nhiều khách hàng nhất có thể. Và khi mà chúng ta tiếp cận được nhiều khách hàng như vậy thì chúng ta sẽ rất là dễ có được đơn hàng. Và sau khi làm tốt cái bước thứ hai thì chúng ta sẽ chuyển đến bước thứ ba, đó là khách hàng sẽ vào store để mua hàng của chúng ta. Và chúng ta sẽ đến bước thứ tư là mua hàng và gửi cho khách hàng. Bạn sẽ dùng tiền của khách hàng trả cho bạn qua nhà cung cấp mua hàng. Nếu khách yêu cầu SIM code, tức là nhận được hàng mới trả tiền, thì bạn cần phải ứng tiền ra trước để mua hàng và yêu cầu nhà cung cấp vận chuyển sản phẩm tới tay khách hàng của bạn, đúng không? Bước thứ năm là chúng ta
yêu cầu nhà cung cấp đóng gói vận chuyển đến khách hàng chúng ta, và việc của chúng ta là theo đó đơn hàng đấy và chăm sóc khách hàng mà thôi. Thường thì chúng ta sẽ sử dụng một cái kênh trung gian là kênh Shopee hoặc là Getit. Khi mà có khách hàng mua hàng ở trên những kênh đấy thì sẽ có một cái mã vận đơn, hoặc là chúng ta sẽ xin thông tin của khách hàng, từ đó chúng ta sẽ tiến hành đặt hàng thay cho khách hàng của chúng ta trên shop của chúng ta. Và ở cái phần này thì các bạn cần phải đặt kho cái địa chỉ lấy hàng là địa chỉ của nhà cung cấp, đúng không ạ? Thì các bạn đặt hàng cho khách hàng thì cũng có một cái mã vận đơn, các bạn gửi cái mã vận đơn đấy cho nhà cung cấp, nhà cung cấp sẽ chuyển đi cho các bạn. Việc của bạn là theo dõi đơn hàng và chăm sóc khách hàng mà thôi. Và bước thứ 6 là các bạn cần phải đánh giá lại, tổng kết lại sau một tháng bán hàng để biết được lợi nhuận là bao nhiêu đối với từng sản phẩm, và xem lại và tối ưu các bước để tăng lợi nhuận cho cái đợt bán hàng tới, đúng không ạ? Đấy là 6 bước mà chúng ta cần phải triển khai đối với dropshipping. Ok, đây là ví dụ. Thì A sẽ là nhà cung cấp có mặt hàng là túi sách, giá bán là 150k. B là dropshipper, tức là bạn hoặc là tôi. C là thị trường, tức là khách hàng. Thì chúng ta sẽ sử dụng hình ảnh mẫu mã túi sách của A để quảng cáo marketing trên thị trường C, đăng bán với giá là 450k. Nếu thị trường C mua hàng thì chúng ta sẽ tiến hành mua đơn hàng của A cho thị trường này, cho C này. A sẽ đóng gói và vận chuyển đến C. Việc của chúng ta là chăm sóc khách hàng, theo dõi đơn hàng. Hoa hồng mà chúng ta nhận được chính là chênh lệch giữa tiền C mua hàng và cái tiền của chúng ta mua hàng của A. Trong trường hợp này thì hoa hồng sẽ là 450k, trừ 150k trừ chi phí vận chuyển thì nó sẽ có cái lợi nhuận thu về được, đó là 250k khoảng đó, hoặc là hơn một chút, đúng không? Thì cái hình thức dropshipping này sẽ có ưu điểm là gì? Đó là khi bạn khởi nghiệp thì chi phí đầu tư nó rất là thấp. Nếu bạn phát triển hệ thống lớn thì chi phí nó sẽ tăng, nhưng mà vẫn rất thấp so với kinh doanh truyền thống, là bạn phải đầu tư mặt bằng, nhà xưởng, thuê nhân công, mua cơ sở vật chất, vân vân. Dễ dàng để bắt đầu, cái này nó dễ dàng để bắt đầu, thời gian xoay vòng vốn nhanh, linh động, phù hợp với người mới bắt đầu kinh doanh, sinh viên, new buy. Không có hàng hóa bị tồn kho, không có trường hợp nhập một đống hàng mà không bán được, không phải tìm thử cửa hàng. Tiền hoa hồng thì nhận ngay sau khi hoàn thành mỗi đơn hàng, đúng không ạ? Khi các bạn hoàn thành đơn hàng, nhà cung cấp chuyển tới tay khách hàng rồi thì các bạn sẽ được chuyển tiền về ví thông qua một cái kênh trung gian, ví dụ như là Getit hay là Shopee, hoặc là các bạn nhận tiền ngay của khách hàng thì các bạn sẽ có được tiền ngay, không phải được xét duyệt ở một bên thứ ba nào cả. Nhược điểm là cạnh tranh rất là lớn, mở rộng quy mô nó là một bài toán khó, tuy nhiên không phải là không làm được. Khó quản lý được chất lượng hàng gửi cho khách có tốt không, thì cái này các bạn cần phải check cho nó kỹ vào cái bước đầu tiên, đúng không ạ? Chọn nguồn hàng ở đâu, bán cho ai, cách phân tích nhu cầu thị trường để tìm sản phẩm, đó nó cũng là một cái rào cản nếu như các bạn mới bắt đầu. Nếu không biết cách lập tài khoản Shopee, Getit hoặc là những kênh thương mại điện tử thì rất dễ là chúng ta không làm được. Và muốn lập một cái web store, một cái website riêng để bán hàng thì chúng ta cần phải có kiến thức về website, domain, quản trị, viết nội dung, tạo video, hình ảnh, vân vân, rất là nhiều thứ. Cách sử dụng kênh marketing có thể là trả phí hoặc là free để tăng doanh số lên n lần thì nó cũng là một cái rào cản. Và khi gặp khó khăn sẽ không biết cách giải quyết như nào, khi gặp khó khăn thì giải quyết như nào chúng ta sẽ không biết được. Ví dụ như là gặp khách khó tính thì chăm sóc thế nào, chọn nhầm nhà cung cấp không uy tín, tài khoản mua bán hàng bị block thì như thế nào, thì cái điều này mà chúng ta cần phải giải quyết, đúng không ạ? Và cái này thì chúng ta cần phải học, nghiên cứu thì chúng ta mới có thể giải quyết được.